Chào các bạn, bữa nay mình muốn nói về cái đề tài kêu là một cái mạch khuếch đại dùng cực khiển chung. Thì mình sẽ nói cái lý do tại sao mình dùng cái mạch này. Thì như các bạn đã biết, khi mà mình làm một cái máy khuếch đại thì mình chú trọng vô tới hai cái thành phần. Một là mình thêm một cái độ lợi gain. Hai là mình làm cái tổng trở hòa hợp. Tổng trở hòa hợp tức là matching impedances, có nghĩa là gì? Ở cái ngõ vào và cái ngõ ra, mình phải cho cái tổng trở của mình nó giống như những cái mạch điện ở trên trên phần phần trên của mình, upstream, tức là coi như là thượng lưu, và cái mạch điện ở dưới của mình, downstream, nó muốn như vậy. Thí dụ như mạch điện ở trên của mình nó muốn mình cho nó thấy như là một cái tổng trở là 50 ohm thì mình phải làm thành 50. Nếu mà mình cho một cái tỷ số khác thì nó có thể tạo ra những cái xáo trộn cho cái mạch điện đó. Chẳng hạn như tổng trở ngõ vô của nó sẽ bị thay đổi nếu mà mình không có làm cái chuyện là hòa hợp cái tổng trở như nó muốn. Hay là cái độ lợi của nó cũng thay đổi. Thành ra khi mà mình thiết kế mạch khuếch đại hay là những cái mạch có nhiều tầng khác nhau nối tiếp thì mình phải để ý tới những cái tổng trở ngõ vô và tổng trở ngõ ra. Bây giờ trước khi mình vô trong cái bài cái thí dụ về cái thiết kế này thì mình coi lại cái tổng trở ngõ vô là bao nhiêu. Trong những cái trường hợp tôi sẽ nói đây, tôi giả sử như mình không có dùng những cái mạch phản hồi. Bởi vì nếu mà mình dùng mạch phản hồi thì những cái tổng trở, mình tính những cái tổng trở nó sẽ thay đổi tùy theo vô cái độ phản hồi. Thì trong trường hợp này, như là ở trong cái hình vẽ ở đây, mình không có những cái phản hồi. Thì trước nhất mình nói là cái mạch cực khiển chung thì tổng trở ngõ vô của nó, như bạn sẽ thấy ở trong cái phần mà mô phỏng tôi sẽ cho bạn thấy, nó bằng 25 chia cho cường độ của cái dòng điện đi qua cái cực khiển cực phát mà tính bằng miliem. Nếu mà bạn có cái dòng điện đó bằng 0.5 miliem thì có nghĩa là cái điện trở ngõ vô đó bạn sẽ là 25 chia cho 0.5, có nghĩa là 50 ohm. Thì 50 ohm là một cái trị số rất thường dùng ở trong những cái mạch khuếch đại cao tầng. Thành ra bạn sẽ thấy trong cái thí dụ này tôi cũng dùng cái trị số 50 ohm. Rồi nếu mà cái tổng trở ngõ vô của cái mạch kêu là mạch cực thâu chung là bao nhiêu thì nó sẽ là bằng độ lợi, tức là beta, nhân cho tổng số của cái điện trở ngoại và cái điện trở nội ở trong cái mạch cực phát. Trong trường hợp mà mình nói là cực phát chung thì thường thường mình không có cái điện trở ngoại ở trong cực phát, hay nếu có, mình có một cái động điện mà cái động điện nó cho tất cả những cái tín hiệu đi xuống mát, tức là nó tỷ số tổng trở của nó rất là thấp. Thành ra mình có thể loại bỏ cái tổng trở ngoại ở trong cái công thức mà mình tính trong cái tổng trở ngõ vô của cái mạch khuếch đại dùng mạch phát chung. Rồi, bây giờ mình nói tới cái mạch điện này. Thì sở dĩ cái mạch điện này mình lý do mình muốn làm là bởi vì cái mục tiêu của mình là mình muốn ở ngõ vô này nó là một cái anten ha. Antenna. Viết này hơi dối trá một chút, để viết lại. Thường thường là mình dùng hệ thống 50 ohm. Như bạn thấy tổng trở nội của cái anten đó là 50 ohm đây. Và ngõ ra của mình nó là một cái mạch lọc tinh thể, nó vào khoảng 1.8 kg. Thì ở đây mình nói là 2 kg, nó cũng trộm rèm nhau. Thì trong trường hợp này, cái điện chuyển này được mắc kiểu mạch cực khiển chung. Bạn thấy nó có một cái động điện đi từ cái cực khiển B đi xuống dây mát đây. Tức là cái tổng trở ngõ vào, cái tổng trở tại đây nó là rất nhỏ cho những cái tần số ở cao tầng. Cái cách phân cực của mình
thì như đã nói, mình muốn cho nó 50 ôm, thành ra cái điện trở của mình phải bằng cái 25 chia cho cái dòng điện. Thành ra cái dòng điện nó phải bằng 25 chia cho RE, mà RE đây bằng 50, thành ra mình có là một phần nữa. Bởi vì cái này tính là bằng milliamp. Ha. Thì nửa milliamp mà mình nhân cho 6.8 kilovolt thì nó là gì? Nửa milliamp nhân cho 6.8 ký thì nó là bằng 3.4 volt. Ha. Thì đó là cái điện thế ở đây. Nhưng mà ông biết cái điện thế từ đây giữa B với là I nó là khoảng 0.6 volt. Thành ra cái điện thế ở đây nó là 4 volt, tức là bằng 3.4 cộng 0.6 là cái số này. Thì bây giờ 4 volt ở đây so với cái mặt 9 volt này, nó có nghĩa là một cái tỷ số khoảng 4, 5. Ha. 4 với 5 là 9, 4 trên 9 là 4, nhân cho 9 volt là 4 volt. Thì mình lựa cái này nó hơn cái này khoảng 20%. Thì cái tỷ số này là 100, thì cái này là 120. Cái dòng điện qua đây, nó khoảng 100 lần hơn cái dòng điện để đi vô ngõ này. Tức là, xin lỗi, cái dòng điện đi vô đây đó, nó khoảng 1% của cái dòng điện đi qua đây. Thành ra mình lựa cái dòng điện này, nó bằng khoảng 10 lần hơn cái đó. Thì là những cái tỷ số này là ok. Rồi, thì mình sẽ lựa những cái điện trở này để cho mình coi cái tổng trở ngõ ra nó như thế nào. Và những cái độ lợi nó thay đổi như thế nào. Rồi, bây giờ, trong cái hình này, mình sẽ nói tới cái này là mình nói tới cái độ lợi. Tại sao tôi nói tới là trừ 6 dB? Là tại vì cái tổng trở ngõ vô ở đây đó nó lại là 50 ohm. Và đây 50, cho nên vừa mới vô đây là bạn đã mất 6 dB rồi. Thành ra cái độ lợi mà mình tính từ đây tới đây đó, khi mà mình tính trên mô phỏng đó, mình phải cộng vô trong cái 6 dB này. Nếu mà bạn ngõ ra của bạn là trừ 6 dB, thì độ gain của bạn không phải là trừ 6, mà độ gain, tức là độ lợi của bạn, đúng ra là 0. Nếu mà bạn cái ngõ ra ở đây là 0, thì cái độ lợi của bạn đúng ra là cộng 6. Là tại vì khi bạn vô đây là bạn đã mất trừ 6. Vì cái lý do đó cho nên tôi viết ở đây là cái độ lợi mà trừ cho 6 là những cái đường này. Thí dụ, tại cái điện trở 2.2K, ở trước khi mình nói tới đây thì mình nói tới cái mà mình dùng những cái kêu là thông số. Thì cái trường hợp này như bạn thấy ở đây tôi dùng cái thông số step, tức là những cái bước. Tôi cho nó đi những cái bước của cái trị số này nè. Trị số này tôi sẽ thay đổi nó từ 2.2 cho tới 6.6. Mỗi lần thay đổi như vậy là 2.2. Thì bạn thấy nó sẽ có 3 trị số, 2.2, 4.4 và 6.6. Thì ở đây bạn sẽ thấy nó có 2.2, 4.4 và 6.6. Thì cái đây là cái độ lợi mà trừ 6 đi. Thì tại đây nó đạt khoảng 19 dB hơn ha. Thì mình cộng với 6, thì độ lợi của mình đúng ra là khoảng 25 dB hơn. Còn độ lợi ở đây là khoảng 22, thì đây là 22 cộng 6. Còn ở đây, ngay tại đây, khoảng 23, thì đây là 23 cộng 6. Tức là tại những cái trị số khác biệt nhau của cái điện trở ở cái mạch thâu 2.2K, 4.4K và 6.8K, bạn có những cái độ lợi từ 25, 28 cho tới 29 dB. Bây giờ mình nói tới cái tổng trở ngõ ra. Tương tự như vậy, mình cũng coi những cái thông số cho những cái điện trở của mạch thu từ 2.2, 4.4 và 6.6. Như tôi đã nói trong một cái bài khác, khi mà bạn tính cái tổng trở ngõ vô, thì bạn không dùng cái nguồn này bạn sẽ đổi thành 0, nguồn này bạn đổi thành số 1. Bạn sẽ lấy cái điện trở ở đây và bạn chia cho cái dòng điện vô đây, tức là điện thế của cái mạch tên là LP này chia cho dòng điện đi qua cái tổng điện C1. Đó là cái công thức ở ngay đây. Thì khi đó bạn sẽ thấy được cái tổng trở ở bên này, khi mà bạn bấm vô thì bạn sẽ đổi nó ra từ dB, đổi ra thành linear,
linear là số thiệt. Còn dB, mình khi mà mình nói tới đầu lời thì mình nói dùng dB, nhưng mà khi mình nói tới tổng trở thì đơn vị của điện thế chia cho dòng điện là ohm, thành ra nó sẽ hiện ra là ohm. Rồi có nghĩa là gì? Khi mà cái ngõ ra, cái điện thế, cái điện trở của cái cực thâu của mình là 2.2K, thì cái điện, tổng trở ngõ ra của mình coi như là nó không thay đổi, nó cũng vào khoảng 2.2K, dầu cho tần số lên rất cao. Tại những cái trị số mà lớn hơn của những cái điện trở ở trong cái mạch thu, thì tại những cái tần số thấp, nó cũng vẫn bằng vào khoảng cái điện trở, cùng cái điện trở, cái giá trị của cái điện trở ở cực thu. Nhưng mà khi mà mình lên tới cái tần số cao, thì vì cái hiệu ứng Miller, hiệu ứng Miller là nó có một cái điện trở, mình xin lỗi, động điện giữa cái cực thâu và cái cực phát, cực khiển. Thành ra cái tại những cái tần số cao hơn, cái điện, cái tụ điện này, cái tổng trở của nó càng ngày càng nhỏ đi, thành ra nó ảnh hưởng tới cái tổng trở ngõ ra, nó làm cho tổng trở ngõ ra nhỏ hơn. Có nghĩa là tại những cái điện trở như là 4.4 hay là 6.6, khi mà mình lên tới khoảng 6-7 kHz này thì mình đã thay đổi khá nhiều. Nhưng mà trong trường hợp cái điện trở ngõ ra của cái cực thâu là 2.2K thì mình thấy nó cũng không có thay đổi vì thay đổi nhiều lắm. Như vậy mình đã hoàn thành cái mục tiêu của mình, tức là hòa hợp với lại cái một ngõ vô của 50 ohm và một ngõ ra của 1.8 bằng cách lựa một cái tỷ số điện trở ở đây 2.2. Và như đã nói, cái đầu lợi của mình nó đi ra đây nó vào khoảng 25 dB. Tức là mình có một cái đầu lợi 25 dB. 25 dB là khoảng điện thế nó lên khoảng hơn 10 lần ha, 12 lần. Khoảng đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây.